Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 2 tháng 10, công an quận Bình Tân vừa bắt tạm giam hai nhân viên y tế đã lén đưa thuốc điều trị Covid-19 bán ra ngoài. Đáng nói số thuốc mà họ tuồn ra ngoài để bán là từ sở y tế cho địa phương phát cho các F0 điều trị tại nhà. Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Văn Thừa, 40 tuổi, và Huỳnh Phương Thảo, 36 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thừa là nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân, ông Thảo là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Tân Phú. Theo điều tra, ông Thừa có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc kháng virus từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để phân phối cho các trung tâm y tế tại 10 phường của quận. Ngày 13 tháng 9, Thừa nhận về hơn 1.000 hộp thuốc và bán cho Thảo 50 hộp với giá 2 triệu đồng một hộp. Sau đó, Thảo đã lên mạng xã hội bán với giá từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng một hộp. Các đối tượng mua thuốc từ Thảo tiếp tục bán cho người dân với giá 5, ,5 triệu rưỡi đến 6 triệu đồng một hộp. Hiện công an đang tiếp tục điều tra xử lý.